Quý vị và các bạn thân mến, khi cuộc sống ngày càng phát triển thì nội thất và kiến trúc càng hướng nhiều hơn đến tính thẩm mỹ và sự tiện ích. Ngày hôm nay, ba sản phẩm mà TV Shopping muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn chắc chắn sẽ đáp ứng được những nhu cầu đó để mang tới cho chúng ta một cuộc sống thoải mái hơn và tiện nghi hơn. Mời quý vị cùng tham khảo 3 mẫu sản phẩm nắp rửa vệ sinh thông minh đến từ thương hiệu American Standard. Với 16 năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam, American Standard đã không ngừng nỗ lực để tạo ra những mẫu thiết bị vệ sinh phòng tắm đẹp, hài hòa, độc đáo và chất lượng đẳng cấp quốc tế. American Standard trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn hai mẫu sản phẩm nắp rửa thông minh dùng cơ Slim, mã sản phẩm Slim 00001 VKT và Smart Washer với mã sản phẩm SCCN 00001 VKT. American Standard Smart Washer, phong cách rửa vệ sinh mới. Nắp vệ sinh thông minh Slim với thiết kế đơn giản, mỏng như tên gọi, gọn nhẹ và sang trọng, có thể lắp ráp và tương thích với rất nhiều loại bàn cầu. Sự đơn giản trong thiết kế giúp một người bình thường cũng có thể tháo lắp được dễ dàng và nhanh chóng. Nắp rửa thông minh Slim có hai chế độ rửa riêng biệt tương ứng với hai vòi rửa. Khi xoay cần gạt xuống Watch, vòi rửa ngắn sẽ phun nước với áp lực lớn để vệ sinh sau khi đại tiện. Khi xoay cần gạt lên Bidet, một vòi rửa dài sẽ phun nước với áp lực êm dịu hơn dành riêng cho vệ sinh phụ nữ. Cần gạt cũng tích hợp thêm chức năng điều chỉnh áp lực nước để phù hợp với mọi yêu cầu của người dùng. Nắp rửa thông minh Slim còn được thiết kế nắp đóng êm giúp tăng tuổi thọ cho sản phẩm, hạn chế tiếng ồn, mang đến sự nhẹ nhàng thoải mái cho không gian nhà tắm. Nắp rửa thông minh Slim có thể dễ dàng tích hợp với bàn cầu của các thương hiệu khác nên rất tiện dụng khi bạn muốn dùng Slim. Sản phẩm thứ hai của American Standard là nắp rửa thông minh Smart Washer với mã sản phẩm SCCN 00001 VKT. Với thiết kế hiện đại, trang nhã, Smart Washer có thể dễ dàng tháo lắp và tương thích với nhiều kiểu dáng bàn cầu. Khi kéo cần gạt xuống Shower, vòi rửa ngắn sẽ phun nước với áp lực lớn để vệ sinh sau khi đại tiện. Khi kéo cần gạt lên Bidet, một vòi rửa dài sẽ phun nước dưới áp lực lên êm dịu hơn dành riêng cho vệ sinh phụ nữ. Ngoài ra, nắp rửa thông minh Smart Washer còn có thêm chức năng điều chỉnh áp lực nước theo ý muốn nhờ vào một núm vặn bên tay phải, giúp cho bạn điều chỉnh một cách hết sức dễ dàng. Cũng giống như sản phẩm bàn cầu của American Standard, Smart Washer được thiết kế nắp đóng êm hiện đại và sang trọng. Thay thế các nắp bàn cầu thông thường, bàn Smart Washer sẽ mang đến cho không gian nhà tắm một nét mới đầy tiện ích mà vẫn giữ được sự sang trọng và đẳng cấp. Thông minh, độc đáo, đầy tiện ích là những gì mà sản phẩm nắp bàn cầu điện tử NB1160N của American Standard mang lại. Quý vị hãy nhìn xem, khác với hai dòng sản phẩm trước, sản phẩm này của chúng tôi được thiết kế bên cạnh có thêm một bảng điều khiển rất hiện đại. Để bảng điều khiển này hoạt động, việc đầu tiên là bạn phải cắm điện để khởi động. Bảng điều khiển với nguồn điện 220V, nắp bàn cầu điện tử NB1160N là thế hệ mới, cải tiến nhất của American Standard. Sản phẩm một vòi rửa tích hợp hai chế độ, rửa thông thường và chế độ dành cho phụ nữ. Để sử dụng tính năng này, bạn chỉ cần ấn nút Cleansing hoặc Bidet. Đặc biệt, vòi rửa còn có thể chuyển động ngắn dài liên tục để vệ sinh được thuận tiện hơn với chế độ Massage. Với nút điều chỉnh Nozzle Cleansing, vòi rửa sẽ đưa ra dài hơn để đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng. Với tính năng làm khô, bạn chỉ cần ấn nút Dry trên bảng điều khiển và điều chỉnh nhiệt độ từ thấp đến cao để phù hợp với nhu cầu và mùa khi sử dụng. Việc vệ sinh sẽ trở nên sạch sẽ và đảm bảo hơn. Ngoài ra, nắp bàn cầu điện tử NB1160N, thương hiệu American Standard còn có thêm chế độ Massage tiện dụng, nắp đóng êm và dễ dàng tháo lắp. Tích hợp với nhiều tính năng, hai chế độ rửa trong một vòi rửa, chức năng sấy khô với nhiệt độ mong muốn, tia nước rửa với hiệu ứng Massage, tự động vệ sinh vòi rửa. Nắp bàn cầu thông minh EBNB1160N phù hợp cho những gia đình có con nhỏ, người già hoặc bị các bệnh phụ khoa để vệ sinh được thuận tiện. Sở hữu sản phẩm nắp rửa thông minh cao cấp này, không gian phòng tắm hiện đại của gia đình bạn sẽ hoàn hảo hơn và tiện nghi hơn. Quý vị và các bạn thấy những sản phẩm nắp rửa vệ sinh thông minh của thương hiệu American Standard thế nào? Rất tuyệt vời phải không ạ? Quý vị hãy sở hữu ngay cho gia đình mình những sản phẩm thông minh đầy tiện ích này bằng cách gọi tới số điện thoại của TV Shopping. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn và giao hàng đến tận địa chỉ yêu cầu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!